hướng đến kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam. Trong 2 ngày 10 và 11 tháng 10, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bến Tre đã tổ chức chuỗi hoạt động Ngày hội Phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp 2022 với nhiều nội dung phong phú thiết thực nhằm giúp chị em hội viên phụ nữ có điều kiện chia sẻ kinh nghiệm khởi nghiệp, giới thiệu sản phẩm khởi nghiệp cũng như mở ra cơ hội tiếp cận vốn kiến thức thị trường. Ngày hội Phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp năm 2022, tất cả chính quyền thành phố trong tỉnh đều tham gia hoạt động trưng bày giới thiệu sản phẩm khởi nghiệp. Thông qua 19 gian hàng, đã có tổng cộng 157 sản phẩm được trưng bày giới thiệu mua bán. Mỗi gian hàng đều mang nét đặc trưng riêng của từng địa phương với những đặc sản nổi tiếng không thể bỏ qua như gian hàng của Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Dòng Trơm với nhiều mặt hàng nhưng không thể thiếu bánh tráng, bánh phồng. Gian hàng của huyện Thạnh Phú ngoài những mặt hàng thủy hải sản còn có bánh dừa dòng luôn. Nổi bật của gian hàng huyện Châu Thành chính là sầu riêng Tân Phú, nơi ra đời của tổ hợp tác phụ nữ trồng sầu riêng mà thương hiệu đã giang xa đến nhiều vùng miền trên toàn quốc. Hay như gian hàng của Quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế tỉnh Bến Tre đã tập trung khá nhiều sản phẩm từ bánh mứt, mật ong, trái cây sấy khô cho đến quần áo là những sản phẩm được làm ra từ những khách hàng vay vốn để phát triển kinh tế. Chúng tôi tổ chức các cái hoạt động ngày hội phụ nữ khởi nghiệp bắt đầu từ năm 2018. Bởi vì sau khi cái đề án 939 của Thủ tướng Chính phủ được ban hành á, thì các cái hoạt động ngày hội phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp cũng như là kết nối doanh nghiệp được tổ chức, và trong đó một trong những cái hoạt động cũng rất là quan trọng mà chúng tôi xác định đó là tổ chức những cái gian hàng trưng bày sản phẩm, mà những cái sản phẩm được đến đây là những cái sản phẩm của chị em ở trên địa bàn tỉnh. Những sản phẩm này đó là từ những cái ý tưởng cũng như là những cái ngành nghề truyền thống của chị em mà mới khởi xướng. Thì qua cái hoạt động trưng bày này thì chúng tôi muốn để giới thiệu, kết nối những cái sản phẩm này của chị em sẽ được giới thiệu rộng rãi cho mọi người, rồi kết nối cho doanh nghiệp. Thứ nhất là để trước hết là xây dựng thương hiệu, rồi hỗ trợ những cái trang thiết bị máy móc để nâng tầm cái chất lượng sản phẩm này lên. Có mặt tại các gian hàng, nhiều chị em lần đầu tiên tham gia nên không tránh khỏi bỡ ngỡ cùng tâm trạng lo lắng, không biết sản phẩm trưng bày có thu hút được khách hàng hay không. Thì với những chị em từng tham gia hoạt động trưng bày quảng bá sản phẩm của những ngày hội phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp những năm trước đều rất tự tin. Bởi các chị đều hiểu rằng, việc sản phẩm được trưng bày giới thiệu sẽ giúp cho người tiêu dùng biết được thông tin về hàng hóa dịch vụ, và lợi ích sau đó chính là để sản phẩm được nhiều người biết đến hơn. Điều này đồng nghĩa với sản phẩm hàng hóa làm ra thêm cơ hội được tiêu thụ nhiều hơn. Đến với Hội Phụ nữ khởi nghiệp năm nay thì riêng xã Quế Thành thì tham gia 5 cái sản phẩm. Thứ nhất là cái chậu gáo dừa của cô Yến. Thứ hai là cái sản phẩm là mứt gừng. Thứ ba là mật ong. Thứ tư là bưởi, rượu bưởi. Và thứ năm là cái bánh dân gian là bánh tầm mì. Các sản phẩm này được tham gia trưng bày vào các cuộc khởi nghiệp như vậy á, thì các sản phẩm của chị em á được quảng bá rộng rãi, được nhiều người biết đến hơn, và qua đó chị em cũng phấn khích và mạnh dạn tin tưởng để tiếp tục cái tạo ra cái sản phẩm hoàn chỉnh hơn và nó ngon hơn. Chị Khấu Thị Hồng Thấm, một trong những thành viên quản lý gian hàng của Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Mỏ Cày Bắc cho biết, tham gia vào gian hàng của huyện hội năm nay có 13 sản phẩm. Hầu hết đều là những sản phẩm tiêu biểu trong sản xuất nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, nghề truyền thống do hội viên phụ nữ và các doanh nghiệp do nữ làm chủ trong huyện làm ra. Lần này là lần thứ 3 mà địa phương được tham gia cái trưng bày quảng bá sản phẩm. Thì sau khi trưng bày thì các chị em mà được kinh doanh á, thì được quảng bá được sản phẩm thì cũng bán được hơn, cũng giới thiệu được nhiều mối hơn, là bán rộng rãi hơn, là cái thị trường tiêu thụ nhiều hơn. Qua các năm vừa qua thì sau cái hoạt động ngày hội cũng như là trưng bày sản phẩm thì cũng khá là nhiều cái sản phẩm chị em sẽ được xây dựng thương hiệu cũng như là nâng tầm sản phẩm lên là thành sản phẩm ô cớp, cũng như là kết nối được với các cái doanh nghiệp để có cái đầu ra cho chị em. Thì chúng tôi xác định đây là một hoạt động rất là quan trọng và cũng tạo được cái không khí cho ngày hội rất là vui, rất là phấn khởi cho chị em để giới thiệu quảng bá các sản phẩm chính từ tay của chị em, chính từ tay của mình làm ra. Từ những cảm hứng được truyền qua hoạt động giao lưu chia sẻ thông qua chủ hoạt động của Ngày hội Phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp đã giúp những phụ nữ khởi nghiệp và ý tưởng khởi nghiệp tiếp tục hoàn thiện hơn,
cũng như tạo ra những sản phẩm đặc trưng, đặc sản mang thương hiệu của địa phương, thương hiệu của phụ nữ xứ Dừa.